Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai từ trên cả nước đang xem kênh sống theo Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với bài chuyện của chú Phúc ở dưới gần đình Mỹ, gần cái đình Bình Thủy, thành phố Cần Thơ của chú anh chị nè. Chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô 24 phôi mai vàng, mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ mình chú Phúc cùng Hậu Giang cùng sống theo Hậu Giang ạ. Em xin phép được clip chia sẻ lên cô chú anh chị ha. Dạ con xin chào chú. Rồi chào Phương ơi, em cũng cảm ơn anh chị gần xa ha, cũng ủng hộ mấy lúc vừa qua. Hôm nay em cũng về một số mai tre trong chậu và mai đất, mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Đây là mã số 1 của anh chị ơi, cũng trời nắng ha. Mã số 1 nha cô chú anh chị, một cây gắn chi cành. Cây số 1 là một cây trong chậu nha anh chị, cái vàng lớn này là trong chậu lấy ra không nha anh chị. À, chi cành là đóng kích kịch luôn hết rồi chứ anh chị. Cái này nó bị chỗ đèn tí nha anh chị ha, em khở mềm ha. Nó bị đó em cho xử lý chết keo rồi ha. Dạ, cái này não củ đế nha cô chú ha. Đây là mã số 1 anh chị. Ha, mã số 1 bị trên này lũa đèn tí ha. Dạ. Em có cho xử lý chết keo rồi ha. Đế có đầy đủ luôn. Em này hoành được là 32. Đường kính bầu nó được là 60. Chiều cao nó được là 1,2. Đáng ngang em này là được là 90. Rồi mã số 1 giao lưu với anh chị là 2.800.000 luôn à. Dạ, 2.800. Một cây tràn là đều đẹp phải anh chị. Cây này cốt cành là bự bự hết trơn rồi nha cô chú anh chị. 2. Dạ, mã số 2 cũng một em dáng trực chi cành đều luôn nha cô chú anh chị. À, cây này thấp thân thấp lắm cô chú anh chị nha. Phải số 2 nha anh chị. Cốt cành có đều theo cô chú mà cốt lực không nữa hả? Củ đế rễ bay đều chia cành ha, mã số 2 nó bị cái này ha, nó bị cái thẹo cái này ha anh chị hả? Chị về cái em cái thấy ha, em này hoành được cũng 31. Đường kính bầu được là 50. Được là 1,3. Rồi mã số 2 em giao lưu với anh chị là 1.800.000 luôn à. Dạ, em xếp trời quá anh chị. 1.800 với cô chú anh chị. Dạ, mã số 2 là 1.800. Cái lên trực nó cho nha anh chị. Dạ. Quên chị ơi. Dạ. Em này cây xù hả chị? Có cốt chi sẵn luôn á nha. Nó xù hết trơn ha. Đế hề, đế thì nó hơi yếu đế hay anh chị. Dạ. Xù quá trời luôn ha. Em ra chị trí gì được là 27. Xù hết mình luôn chị ơi. Chiều cao được 59. Rồi mã số 3 em giao lưu với anh chị là 1.400.000 à. Một em xù anh chị. Đó, vàng xù hả chị, anh thấy chị vàng xù thấy gỡ luôn ha. Kéo dài xuống luôn ha. Mã số 4. À, thân lắc có cốt cành luôn nha cô chú anh chị ha. Mấy cái cốt chi này là vừa ghép luôn á cô chú anh chị. À, mã số 4 là cây cũ nghiêng hai rất đẹp anh chị. Dạ, quần năm này được là 23. Dạ. Chiều cao được là 57. Đường kính bầu được 40. Rồi mã số 4 giao lưu với chị là 650.000 à, bao kiếp tàu quát luôn à.
mã số 5. Cây này không cao nha cô chú anh chị, cây cành thì thích gập luôn nha cô chú ha. Cây này mình ghép là mau chơi lắm đó cô chú anh chị, cốt chi này lực lực không nhớ là đế bài nha cô chú anh chị nha. Đế bài đó đẹp, anh sẽ chăm chậu nữa ha. Quả ném này được cả 32. Chiều cao 1m4. Đường kính bầu nó được là 55. Rồi mã số 5 em giao luôn cho anh chị là 2.300.000 luôn à. 2.300.000 nha cô chú anh chị, cây này dốc cây còn có chút xíu nè cô chú. Mã số 6. Dạ, càng nhỏ gọn á cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là mai vàng luôn đó cô chú anh chị nha. Cây này nó gom củ đế ha cô chú anh chị. Mã số 6 một em lùm lực ha. Chơi cái này chơi chân bàn để mini anh chị ơi. Dạ. Rất đẹp ha. Quái luôn. Củ này quái luôn anh chị. Cái này em đo hai vị trí cho anh chị coi ha, giám khảo ha. Em đo dưới đây là được 34. Em đo ngang đây là được 28. Chiều cao được 36. Đường kính bầu 40. Rồi mã số 6 em giao luôn cho anh chị là 800.000 luôn à. Dạ 800. Dạ mã số 7. Dán cực luôn cô chú chị ha. Đi cành đống liền luôn. Cây này cũng dốt cây lắm nha cô chú chị. Cái này à, không phải gì anh chị để mở nha anh chị. Tại vì quá mất keo. Chơi cái cành nó không có gì chưa. Cành nó không bị gì hết trơn anh chơi. Tại em quán keo ha. Dạ. Cốt chi bỏ đều mà đế nổ củ đế luôn em. Cây này là nó bị chỗ này nó có lỗ này anh chị, không có sao ha. Đó, chỗ này nè, nó có bị lượng, cái này không có sao ha. Đó, bị có lỗ chỗ đó thôi. Và em này được 30. Chiều cao được 1m. Rồi mã số 7 em giao luôn cho anh chị là 1.400.000 à. 1.400.000 luôn à. Dạ 1.400.000 nha cô chú anh chị. Mã số 8. Dạ. Mã số 8 nha cô chú anh chị ha. Mã số 8 một cây kia càng nó đẹp hé anh chị. Không cao luôn á ạ. Cái này dốc ngọn chắc còn tầm khoảng 6-7 luôn cô chú anh chị. Đi cành là bỏ đều luôn nha cô chú ha. Để khá đế nha cô chú. Để khá luôn anh chị ơi. Quả ném này được là 33. Đường kính bầu em nó được 60. Chiều cao 1m4. Rồi mã số 8 mình giao luôn với anh chị là 2.700.000 luôn à. Dạ 2.700.000 nha cô chú, một cây phân cao. Cốt cành thì đóng tướng diện luôn nha cô chú anh chị nha. Mã số 9. Mã số 9 là cây mày đắt cho anh chị. Mày vàng mày đắt ha. Lụm được mất măng á, là đẹp ha. Quả ném này được là 25. Hôm nay vị trí gì được là 34. Đường kính bầu đó được là 38.
chiều cao 30. Rồi mã số 9 em giao luôn với chị 1 triệu 2 à. Mã số 10. Dạ mã số 10 nha cô chú, chị sai dáng trực. Có cả mỗi người một cây mini anh chị ơi. Mã số 10 đó chú. À. Quà năm này được cả 23. Dạ. Chiều cao được 55. Đường kính bầu 35. Rồi mã số 10 em giao lưu với anh chị là 400 ngàn luôn à. Dễ chơi dễ nhớ thôi chứ anh chị. Mã 11. Dạ mã số 11. Cái này dán nó hơi siêu một cái cạnh. Mấy hành mini nè anh em chị nào ha, mới tập ghép cho mua mấy cái hàng này về dễ ghép chị ơi. Mini được chơi chân bàn được. Em này 22. Chiều cao 45. Đường kính bầu 30. Rồi mã số 11 em giao luôn với anh chị cũng 400 ngàn luôn anh chị ơi. Dạ. Mã số 12. Mã 12. Cây này nhỏ gọn thân lắc quá nhưng cái chị già cây lắm. Đế khá là đều nha con cò hả anh chị ơi. Con cò nhóc cổ quá. Em này được là 23. Một con cò nhóc cổ chị ơi. Chiều cao 35. Đường kính màu 30. Rồi con cò này máy 12 em giao lưu với chị 500 ngàn luôn à. Dạ rồi 500 nha cô đúng à. Dạ mã số 13. Mã 13. Cốt cà là dư chơi luôn. 13 có bị này anh chị. Em này được 19. Chiều cao được là 60. Rồi mã số 13 em giao luôn với anh chị là 350 ngàn luôn à. Bao xếp toàn quốc luôn. Bao cái là còn có 100 mấy ngàn cái cây anh chị ơi. Dạ. Dạ mã số 14. Mã 14. Cây dáng siêu siêu luôn nha cô chú chị ha. Nó có cành luôn à. Mỗi 14 là cây dáng siêu nha anh chị ơi. Muốn bay bay muốn nằm nằm cũng được nha anh chị. À, anh chị nào muốn bay cũng được, cho nằm cũng được nha anh chị. Nhóm đít lên. Để cái luôn anh chị ơi. Em đây vị trí gì đường được 17. Dạ. Chiều cao được 40. Đường kính đầu được 35. Rồi mã số 10 à. Dạ, mã 14 em giao luôn với anh chị là 500 ngàn anh chị ơi. Dạ rồi, 500 ngàn. Em qua bình bự. Mã 15. Dạ, dáng trực cốt cành đều luôn. Cái này chưa cành là vui chơi luôn hả? Đây bự anh chị. Nãy ha. Thật ra chỉ này được là 31. Chiều cao 120. Đường kính đầu nó được là 50. Rồi mã số 15 em giao luôn với anh chị 1 triệu 800 ngàn luôn à. Chỗ này nó lột da không có sao nha anh chị ơi. Nó lột da không có sao nha. À thấy không. Lột da không có sao nha. Rồi mã 16. Rồi mã số 16 ha cô chú anh chị. Mã 16 ha, cái cây đẹp anh chị ơi. Cốt cành là
ở đây tại có cái cọng ghế treo ha, ghế treo em đục ngang nha. Cái này ở đây có ghế treo qua. Đế thì đầy đủ nha anh chị. Đế mài mà nó cũ. Mài luôn ha, em ra em đo cho anh cái ghế treo cho anh chị coi ha. Trên để treo được khoảng 36. Chiều cao đó được 1m1. Đường kính bầu nó 60. Rồi mã số 16 em giao luôn với anh chị là 2.500.000 luôn à. Dạ 2.500.000 nha coi với anh chị nha. Mã 17. Dạ mã số 17. Một cây gắn trực tiêu cạch gắn tú gì nha. Đế bài nha anh chị, cây mã 17 đế bài ha. Đẹp đẹp ha. Dạ rồi, con xin cái đồ đây chú. Quần em này được 36. Chiều cao 1m4. Rồi mã số 17 em giao luôn với anh chị là 2.600.000 luôn à. Mã 17 2.600.000 nha anh chị. Dạ 2.600.000. Và mã số 18. Một cây cực mắt luôn với anh chị nha. Có cành đều luôn. Tám nhà cái cũ kìa anh chị. Cũ não rồi. Đích bự nha. Đấy, nội đích nha. Hôm nay vị trí vậy được là 35. Đường chính đầu được 50. Chiều cao 1m4. Rồi mã 18 em giao luôn cho anh chị là 1.900.000 luôn à. Dạ. 1.900.000 thôi chú chị ha. Mã 19. Mã số 19. Dáng trực tốt cành đều luôn á thôi chú chị nha. Cái này thì tay cành mà lớn chuyện luôn á. Đế cũng khá. Đế đều nha anh chị. Lùng lực ha. Dạ rồi. Em này được là 30. Dạ. Đường kính bầu được 50. Chiều cao được 92. Rồi mã số 19 em giao luôn với anh chị là 1.900.000 luôn à. Dạ 1.900.000 luôn chú chị ha. Dạ mã số 20. Mã 20. Một cái trực xuân tử khi cành đóng tứ diện nha mấy chú chị. 20 là có hai con u đầy hả chị ơi. Hai u quá đẹp nha. Hai con u nha. Nhưng mà cái thân nó bị chỗ này tí hay ha. Đó, em chắc keo rồi ha. Tại vì em coi nó có bị gì không, em chắc keo cho anh chị rồi ha. Dạ, bị gì thôi. Có hai cục u ha. Dạ rồi. Quần em này được là 33. Đường kính bầu được 50.
chiều cao được 1m16. Rồi mã số 20 em giao luôn với chị là 2,2 triệu à? Dạ 2,2 triệu em có nói chị không? Dạ 21. Mã 21. Em cũng có cốt thành đóng tú nhiều luôn hả tôi chú? 21 là cây mai vàng mà mai đất nha anh chị. Cây này em bước mai đất nha. Dành cháy ha, cây này ở nhà mai đất nha. Cái này nó gom củ đó. À, bầu đất nha anh chị, chứ không phải là trong trọng lấy ra nha. Nhìn cái củ phê luôn anh chị ơi. Cái này em đo 2 vị trí ha. Vị trí trên đây là được 30. Em đo chết thêm dưới cái củ. Cái củ gì em đo gì là 40. Đường kính bầu nó được là 40. Chiều cao được là 97. Rồi mã số 21 em giao luôn cho anh chị là 1,7 triệu luôn à. Dạ con nay mã số 21,7 triệu nha con thấy anh chị. Mã số 22. Mã 22. Cái này vô xa quá luôn chị nha. Cốt càng có luôn mà nó quá. Mai là một cây là trong chậu ha. Nó bẻ cái loại này nó bị nứt anh chị. Cái loại này hay nứt cái bụng lắm mấy anh chị. Dạ. Bẻ cũng khá. Mình bẻ co á, nó hay bị bẻ của mình, bẻ mình nha. Đây là em xử lý rồi ha. Em để giá hữu nghị cho anh chị chơi. Cái này em đo 2 vị trí cho anh chị coi ha. Em đo với chỗ này là được là 29 nè. Em đo cái chỗ cái co bẻ. Co bẻ nó được là 46. Chiều cao 44. Đường kính bầu nó được là 40. Rồi mã 22 em giao luôn với anh chị là 1,2 triệu luôn à. Rồi đế đẹp nha anh chị. Có cành có, đế cũ không có đâu cô chú chị nha. Cũ ha, nhìn thấy cũ quái luôn anh chị. Mấy cái cũ về luôn ha, đặt kẹo luôn ha. Dạ. Đây là mai đất nha anh chị. Em bước mai đất nha. Em đo cái hoành gì được 23. Củ đặt nó không là được là 90 anh chị ơi. Đó, dòng củ đặt nó không 90 ha. Chiều cao nó được là 73. Đường kính bầu nó được 40. Rồi mã số 23 để em giao luôn với anh chị là 1,6 triệu luôn à. 23 1,6 triệu rồi tôi có gì vậy? Dòng củ không thì chơi nó ăn tiền luôn anh chị ơi. Dạ. 24. Dạ 24. Cây này cũng lực cây lắm chứ không chị ha. Cái cọng rễ bụi cho má. Ờ, 24 là một cây cũ ha, rất đẹp anh chị ơi. Quá trời cây cũ ha. Cái này mài đất nha anh chị. Dạ rồi, con chưa có không? Chị nào về mình cưa ngay đây cũng được. Chơi đây, chơi cưa ngang chạy cái này phóng ra. Cưa ngang đây sát luôn là lấy cái cũ. Lấy cái đế chỗ này luôn ha. Em đo qua hoành gì được là 29. Củ đặt của nó được là 100. Chiều cao được 65. Đường kính bầu được là 40. Rồi mã số 24 em giao luôn với anh chị là 1,7 triệu luôn à. Dạ, mã này là số 24 luôn. Rồi cuối clip cũng chào anh chị gần xa cũng ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng về một chút hoa mai vàng, mai trong chậu và mai đất. Mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại chị em mình clip.